Cô Hà xin chào tất cả các em học sinh thân yêu. Cô rất vui vì hôm nay lại tiếp tục đồng hành cùng với các em trong bài giảng học trực tuyến môn tin học lớp 3 của trường tiểu học Võ Thị Sáu, quận 12. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chủ đề 30, định dạng văn bản. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, các em hãy khởi động Microsoft Word. Sau đó nhập đoạn thơ ở hoạt động 1 trang 32 trong sách giáo khoa. Để soạn thảo được văn bản bằng tiếng Việt, các em cần khởi động công cụ hỗ trợ gõ tiếng Việt, đó chính là bộ gõ Unicode. Nhấp đôi chuột trái vào biểu tượng để khởi động bộ gõ Unicode. Chúng ta tiến hành chọn bản mã Unicode. Kiểu gõ Tablet, nhấp chọn mặc định và chọn nút lệnh đóng. Tiếp theo, các em tiến hành khởi động Microsoft Word và nhập đoạn thơ vào. Bài thơ của chúng ta có tên là Buổi sáng. Chúng ta sẽ nhấn phím Enter để bắt đầu nhập khổ thơ thứ nhất. Sáng nay em dậy sớm. Muốn xuống dòng mà chưa hết khổ thơ thứ nhất thì các em nhấn giữ phím Shift và nhấn phím Enter. Vườn hoa ngào ngạt thơm. Chim líu lo ríu rít. Chào em dậy đến trường. Sau khi xong khổ thơ thứ nhất thì các em nhấn phím Enter để tiến hành nhập khổ thơ thứ hai. Mặt trời tung hoa nắng. Lấp lánh đường xe qua. Em ôm mẹ thì thầm. Buổi sáng ôi đẹp quá. Tên tác giả là Hoàng Nguyễn. Văn bản các em vừa tạo được gọi là văn bản thô, tại vì chúng ta chưa qua quá trình định dạng cho văn bản. Khi soạn thảo văn bản, Microsoft Word hỗ trợ nhiều công cụ giúp cho việc định dạng văn bản được hiệu quả hơn. Để sử dụng các công cụ này, trước tiên em cần đánh dấu khối văn bản bằng cách nhấp chuột tại đầu đoạn văn bản, sau đó kéo thả chuột đến hết đoạn văn bản cần đánh dấu. Ví dụ bây giờ, cô muốn đánh dấu khối cho cả bài thơ, thì cô sẽ nhấp chuột tại đầu bài thơ, đó chính là phía trước từ buổi. Sau đó cô nhấn giữ và kéo thả chuột đến cuối bài thơ. Đây chính là cách đánh dấu khối chọn toàn bài thơ. Các em hãy thực hiện như cô hướng dẫn nhé. Bây giờ các em hãy đánh dấu khối chọn cho cô từ buổi sáng. Sau đó tiến hành làm bài tập trang 32 trong sách giáo khoa. Bài tập thứ nhất, tìm hiểu công dụng của 8 nút lệnh như hình vẽ các em đang nhìn. Bài số 2, các em hãy tìm hiểu công dụng của các tổ hợp phím Ctrl B, Ctrl A và Ctrl U. Tạm dừng video để tìm hiểu, sau đó mở lên để cùng cô kiểm tra kết quả nhé. Các em đã tìm hiểu xong chưa? Bây giờ hãy cùng cô kiểm tra kết quả. Chúng ta chọn từ buổi sáng. Sau đó tìm hiểu công dụng của các nút lệnh. Nút lệnh số 1, bold. Nút lệnh này dùng để in đậm. Nút lệnh số 2, italic. Nút lệnh này dùng để in nghiêng. Nút lệnh
lệnh số 3, underline, nút lệnh này dùng để gạch chân. Nút lệnh số 4 dùng để chọn phông chữ hay còn gọi là kiểu chữ. Và kiểu chữ ở đây của chúng ta là Times New Roman. Nút lệnh số 5 chúng ta dùng để chọn cỡ chữ. Nút lệnh số 6 dùng để tạo hiệu ứng chữ. Các em muốn tạo hiệu ứng nào thì các em nhấp chuột vào hiệu ứng đó. Nút lệnh thứ 7 dùng để nổi bật chữ, highlight. Nút lệnh này giống như là cây bút dạ quang của các em thường dùng. Và nút lệnh thứ 8 các em dùng để chọn màu chữ. Ngoài ra, để in đậm, ngoài cách nhấp chuột vào nút lệnh bold thì các em có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl B. Để in nghiêng thì các em có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl A. Và gạch chân thì các em sử dụng tổ hợp phím Ctrl U. Các em hãy hoàn thành hai bài tập vừa rồi vào sách giáo khoa trang 32, 33 cho cô nhé. Bây giờ các em hãy cùng cô hoàn thành bài thực hành ở hoạt động 3 trang 33 trong sách giáo khoa. Đối với bài thực hành này thì cô có thêm một yêu cầu dành cho các em. Đó chính là các em hãy chọn kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 18. Sau khi tiến hành định dạng xong, các em lưu bài ở desktop và đặt tên là buổi sáng. Bây giờ hãy cùng cô hoàn thành bài thực hành này. Sau khi nhập xong bài thơ, các em tiến hành chọn kiểu chữ và kích thước chữ. Chúng ta cần phải quét khối chọn hết bài thơ. Sau đó chọn kiểu chữ là Times New Roman và kích thước chữ là 18. Tên bài thơ, chúng ta quét khối chọn tên bài thơ. Tên bài thơ chúng ta sẽ tạo hiệu ứng chữ. Các em chọn vào hiệu ứng chữ giống mẫu trong sách giáo khoa. Và để tên bài thơ này nổi bật thì các em tăng kích thước chữ cho nó. Tiếp tục, các em quét khối hai câu thơ đầu tiên và tiến hành in đậm, chọn màu đỏ. Hai câu thơ tiếp theo, in đậm, in nghiêng và màu xanh dương. Mặt trời tung hoa nắng, lấp lánh đường xe qua. Các em chọn gạch chân và màu xanh lá cây. Hai câu thơ cuối cùng, chúng ta chọn in đậm, in nghiêng và gạch chân. Tên tác giả, chúng ta tạo hiệu ứng chữ. Sau khi định dạng xong văn bản, các em tiến hành lưu bài bằng cách vào thẻ File, chọn nút lệnh Save. Xuất hiện hộp thoại Save As. Các em chọn nơi lưu. Theo yêu cầu thì chúng ta sẽ lưu ở desktop. Đặt tên cho bài là buổi sáng. Nhấp chọn nút lệnh Save để lưu bài. Hoàn tất quá trình lưu bài, các em quan sát ở phía trên thanh công cụ. Chúng ta thấy tiêu đề bây giờ của chúng ta đó chính là buổi sáng. Sau khi hoàn thành xong bài, các em hãy thoát khỏi Microsoft Word bằng cách nhấp chuột vào nút lệnh Close ở góc trên bên phải màn hình.
Chúng ta quan sát ở màn hình máy tính. Đây chính là bài tập mà chúng ta vừa làm xong. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em hãy hoàn thành bài thực hành ở trên. Sau đó thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp mình để gửi bài cho cô kiểm tra các em nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở bài học sau.